Kính thưa quý ông bà và anh chị em, xét trên bình diện giáo hội hoàn vũ, chúng ta nhận thấy rằng trên cuộc lữ hành trần thế, giáo hội Kitô chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đạt tới tình trạng phát triển tuyệt đối và đứng yên ở tình trạng ấy. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với cái nhìn sâu rộng và có cả yếu tố tiên tri đã cho rằng giáo hội luôn trong tình trạng hạt cải, tức là không đứng yên nhưng luôn đổi mới và lớn lên bất chấp những thách thức về sự suy giảm sinh lực của đời sống kitô hữu rõ ràng chúng ta phải chân nhận sự suy giảm sinh lực suy giảm về đời sống đạo của kitô hữu vì một thế giới luôn biến chuyển theo chiều hướng phục vụ cho nhu cầu hưởng thụ vật chất và thỏa mãn đam mê dục vọng bất tận của con người trong hoàn cảnh này Giáo hội của chúng ta đang rất cần những kỹ tô hữu thể hiện một lối sống có khả năng thu hút, có khả năng chứng tỏ cho người khác thấy sức hấp dẫn của Kitô giáo. Để rồi, giáo hội sẽ toát ra một sự tươi mới đem đến hạnh phúc và hy vọng cho con người. Trong bài đọc 1, Elisa đã toát ra một vẻ cuốn hút của một người thuộc về Thiên Chúa đến độ người phụ nữ giàu sang nói với chồng rằng: "Này ông, tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một người của Thiên Chúa, là một vị thánh. Ngày hôm nay giáo hội cũng đang rất cần những người mà khi chúng ta nhìn vào họ, chúng ta phải nói với nhau rằng đó là người của Thiên Chúa, đó là một thánh nhân. Giáo hội được đổi mới không phải từ những tòa nhà nguy nga lộng lẫy" với những cơ chế cồng cành phức tạp, mà từ những tâm hồn đơn sơ không tìm kiếm chính mình, không bám víu vào những thứ phù phiếm của thế gian. Thế giới cần nhìn thấy những con người sống đức tin bằng một ngọn lửa tình yêu, đơn sơ nhưng mạnh mẽ và tràn đầy hy vọng. Chúng ta cần và khao khát được nhìn thấy những con người có sức thuyết phục như thế. Giáo hội luôn luôn cần những thánh nhân không chỉ trong quá khứ mà còn khẩn thiết hơn ở thời hiện tại và tương lai. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường để có thể trở thành một người có lối sống đạo thực thụ, có lối sống hút hồn người khác và không thánh nhân nào mà không đi qua con đường này. Đó là con đường từ bỏ chính mình để tìm thấy chính mình từ bỏ tất cả để có tất cả. Cụ thể, Chúa Giêsu nói rằng, ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Những lời của Chúa Giêsu nghe có vẻ ngược đời, nhưng kinh nghiệm cuộc sống thường ngày cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta sống mà chỉ lo cho chính mình, lo cho gia đình của mình mà thôi thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhạt nhẽo và vô vị. Sẽ có những lúc chính chúng ta cũng cảm thấy chán ngắt cuộc sống của mình. Cuộc sống mà chúng ta chỉ bo bo lo cho chính mình mà không quan tâm đến người khác, không dám hy sinh, không dám bước ra khỏi vùng an toàn để lo cho những người đang gặp nguy hiểm. Chúng ta sẽ đánh mất chính mình khi cả cuộc đời này chúng ta không tạo ra được một tầm ảnh hưởng tích cực nào đối với những người xa lạ. Cho dù chúng ta có đi du lịch khắp thế giới, chúng ta cũng sẽ thấy mình thật trống vắng và nghèo nàn vì ngoài chính mình ra, chúng ta không thấy được gì khác. Chúng ta sẽ chết buồn tẻ trong hình hài của một cái ao tù ích kỷ của mình. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất. Lời của Chúa Giêsu luôn luôn đúng trong mọi thời và đúng đối với từng người chúng ta. Trong ý nghĩa đó, chúng ta luôn luôn được Chúa mời gọi sống liều mình vì Chúa và vì tha nhân. Một sự liều mình không phải để thí mạng quèn, nhưng để nâng cấp mạng hèn của chúng ta. Càng cho đi, càng hiến mình, chúng ta sẽ càng giàu có và càng hiểu chính mình nhiều hơn sống với tư tưởng này, chúng ta sẽ không còn phải bất an lo cho mình, phòng thủ tứ bề với những nghi kỵ và tính toán. Ngược lại, chúng ta sẽ sống một cách quảng đại, tự do và bình an. Tình yêu gia đình sẽ lớn dần lên khi mỗi người luôn mở ra để hướng về người khác, chứ không lo tìm cách giữ cho mình. Tình yêu đồng loại cũng được mở rộng hơn khi mỗi người không chỉ lo cho gia đình của mình mà còn lo cho những người khác ngay cả khi họ là những người dưng nước lã. Sống được như thế thì chúng ta, những người kỳ tô hữu sẽ bộc lộ được sức thuyết phục của đời sống đạo và nhiều người sẽ nói với nhau về chúng ta rằng họ là người của Thiên Chúa, là những thánh nhân. Xin Chúa chúc lành cho những ước nguyện phục vụ quên mình của quý ông bà và anh chị em. Amen.